Cuộc đời vẫn đẹp sao vốn được dự kiến lên sóng với 24 tập, nhưng bộ phim lại xuất hiện rất nhiều nút thắt chưa thể giải quyết nhanh chóng nên nhà sản xuất đã công bố sẽ kéo dài tới tập 30. Tuy nhiên, khi tập 30 phát sóng, người xem mới ngã ngửa vì số phận của các nhân vật vẫn chưa có được một cái kết cuối cùng. Hiện tại, phía đại diện nhà sản xuất chỉ tiết lộ với truyền thông rằng tổng số tập của Cuộc đời vẫn đẹp sao vẫn chưa được chốt. Dù vậy, khán giả vẫn lờ mờ đoán ra được kết phim và dường như cái kết này sẽ rất buồn chứ không hề đẹp như tên phim. Ông Lưu vẫn hứa sẽ trả nợ cho bọn vay nặng lãi thay con. Ông không dám báo công an vì sợ thủ tục lằng nhằng. Nếu nhà trường biết chuyện, rất có thể Thạch sẽ bị đuổi học. Dù là Lưu nát, ông vẫn rất lo lắng cho tương lai của con trai mình. Ngày hôm sau, Luyến và Điền đều hoảng loạn khi thấy Lưu không uống rượu mà ngồi im bất động. Khi cả hai hỏi chuyện, Lưu mới bảo rằng mình đang suy nghĩ cách làm giàu. Số tiền quá lớn, lại chỉ có thời hạn 3 tháng khiến Lưu nát gặp áp lực rất lớn. Kết quả, khi biết có chuyến hàng nông sản cần người bốc vác mà không ai chịu nhận vì kiện hàng nào cũng nặng, Lưu liền một mình nhận việc. Lưu tuyên bố làm hết để nhận tiền một mình. Điền lo lắng cản lại vì Lưu vừa mới làm việc xong, nếu đi bốc vác đồ nông sản nữa sẽ là quá sức. Tuy nhiên, Lưu đang cần tiền nên bất chấp. Nhiều khán giả lo lắng Lưu sẽ bị đột tử vì quá lao lực hoặc sẽ bị thương trong lúc một mình bốc vác hết chuyến hàng nông sản này. Nhưng đây vẫn chỉ mới là dự đoán của khán giả, kết của Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ là vui hay buồn vẫn phải chờ những tập tiếp theo lên sóng. Mời các bạn đón xem Cuộc đời vẫn đẹp sao phát sóng lúc 21:40 thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần trên VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.